Thưa quý vị, năm 2023 là một trong những mốc son chói lọi, vẻ vang và đầy tự hào của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi đơn vị có 2 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiều nay tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ báo công vinh danh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 2 cá nhân và 1 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Trung tá Nguyễn Chí Thành thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây chính là những đại diện xứng đáng, tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng Công an thành phố mang tên Bác trong công tác chiến đấu, hy sinh, sẵn sàng cống hiến quên mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Tại lễ báo công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu nhấn mạnh, lực lượng Công an thành phố đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin yêu, quý trọng. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cần phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào trong nhân dân, ứng phó kịp thời và chống cháy nổ một cách hiệu quả nhất.